Xin chào các bạn à, Có một khán giả có ý mình nói về Lỗ Tấn Lỗ Tấn là một nhà văn quan trọng nhất của Trung Quốc vào thời hiện tại à, Mình tin rằng đối với đa số người Việt à, Sự quan trọng của Lỗ Tấn là vì ông ấy có phê bình tính tình ngày Trung Quốc rất nghiêm khắc Trong đó, tác phẩm ông ấy mà có ảnh hưởng lớn nhất là a Chính Chuyển Trong a Chính Chuyển, Lỗ Tấn nhờ một nhân vật à, tức là a để tài diện tính tình xấu xí của người Trung Quốc Thế trong câu chuyện của a Chính Chuyển tính tình của A Q có xấu xí như thế nào. A Q là một người thuộc tầng lớp nghèo nghèo, ít học và không có nghề nghiệp ổn định. À, đặc trưng tiêu biểu nhất của A Q là anh ta biết phương pháp thắng lấy tinh thần. À, tức là trên thực tế anh ta là bị người ta bắt nạt, hay là không có năng lực, hay là có sự bất hạnh. Nhưng trong tổ ốc của A Q hay là trên tinh thần của A Q anh ta có thể giải thích những sự đau khổ hay sự xấu xí thành sự may mắn hay sự tốt lệnh. Ví dụ, mỗi khi anh ta bị đánh à, thì anh ta sẽ nghĩ rằng chúng tăng đánh bố của chúng, à, tức là tờ từ từng từng mình là bố của những người đánh anh ta. À, những người đánh anh ta là người công của anh ta. À, vì có phương pháp thắng lấy tinh thần này, AQ có thể giải tỏa cảm xúc tờ ti của mình. Câu chuyện của AQ là như sau. Một hôm, AQ nghe thấy những người làm cái mạng sẽ đi tới nông thông của AQ. AQ cũng là thấy rằng cuộc cây mạng là sự phản bội, những người làm cái mạng là kề phản bội cho nên rất kệ những người làm cái mạng nhưng sau đó người ta bảo là những người làm cái mạng sẽ cấp tài sản của tiêu chủ và akio nhìn thấy có nhiều người rất sợ những người làm cái mặn vì vậy akio bỗng nhiên thấy rằng hóa ra của cái mạng là một sự việc rất tốt thậm chí nhĩ mình cũng lạc thuộc về tặng cái mạng. tuy akio không biết làm cái mạng nên làm như thế nào nhưng vẫn luôn luôn báo cho người ta rằng mình muốn làm cái mạng. sau đó những người làm cái mạng đi tế nông thông của AQ hoặc thực sự có cấp đi tài sản của tiêu chủ và sau đó ngay lập tức chuyển sang chỗ khác và sau đó có quan lại điều tra sự việc thấy AQ luôn luôn báo cho người ta rằng mình muốn làm cái mạng à, cho nên nhận định AQ thực sự là tặng cái mạng à, bắt AQ và gọi AQ công khai những người làm cái mạng tăng ở đâu AQ không biết trả lời như thế nào cuối cùng bị xử lý là kẻ phản bội à, uh, AQ cũng chấp nhận AQ không biết khác, phản kháng à, cuối cùng bị tử hình Nói chung, Aqiu là một người không biết mình đang làm gì. Anh ta phản đối cuộc kết mạng một cách lống tống, sau đó hy vọng trở thành tăng kết mạng một cách lống tống, sau đó cũng bị xử lý một cách lống tống. Ok, thế nhờ aQ ông Lô Tân là một miêu tả tính tình xấu xí nào của người Trung Quốc. Thưa quý vị, nội dung về Lô Tân trong video tuần này, mình là tham khảo từ nhà nghiên cứu Lô Tân quyền uy của Trung Quốc, đó là Tiền Lý Quận. Bây giờ tiền lý quần cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giấy trí thức của Trung Quốc. tại vì ông ấy cũng có tơ ra nhiều quan điểm phê bình tính tình xấu xí của người Trung Quốc. Bây giờ trong phần cuối của video này mình sẽ nhận định điều đó. Theo tiền lý quần, sự phê bình của Lô Tân về tính tình xấu xí của người Trung Quốc có thể tờ tống tắp lại thành 4 điều. Một, tính nô lệ. Theo Lô Tân, lịch sử Trung Quốc luôn luôn là trong một tuần khoản là một thầy trị, một thể loạn. Thầy chỉ là thầy ổn định à, tức là có chính phủ trung ấn ổn định có một nhà vua có năng lực thống trị nhiều người dân à, người dân thật ra là nô lệ của nhà vua cho nên thầy chỉ ý là thầy đại mà người dân có thể làm nô lệ một cách an toàn thầy loạn là thầy hỗn loạn à, tức là không có một chính phủ trung ấn ổn định à, có nhiều nhà vua xuất hiện đánh nhau à, thầy loạn ý là thầy đại mà người dân không thể làm nô lệ một cách an toàn Lỗ Tấn là sinh ra vào năm 1881 à, phong trào cách mạng của Trung Quốc là bắt đầu từ năm 1905, à, cho nên từ khi Lỗ Tấn 24 tuổi à, thì có nhìn thấy có nhiều ngày kêu gọi kinh mạng. Đến năm 1911, cuộc cách mạng thành công, à, tức là nhà thanh bị sụp đổ, à, Trung Hoa Dân Quốc được xây dựng. Khi đó Lỗ Tấn là 30 tuổi. Lỗ Tấn từng có nói rằng, trước khi cách mạng, tôi thấy mình là nô lệ. Không lâu sau cách mạng, tôi bị lừa tạo, trở thành nô lệ của họ. Vì là sau khi những người làm cách mạng nắm bắt được quyền lợi, rồi, cũng bắt buộc người dân làm nô lệ của họ lỗ tân có chỉ ra một điều là tính nô lệ của người trung quốc rất đặc sắc không chỉ tân thuần là phục tùng người ta mà là có một tính chất là chủ nô tùy nhau tức là vai trò chủ nhân và nô lệ có thể thay đổi nhau à, tức là ví dụ à, khi mình có lấy từ một chút quyền lực và lẽ là làm sếp hay là trở thành bố mẹ thì ngay lập tức thấy những người dưới mình là nô lệ mình là chủ nhân hay là khi mình nhìn thấy những người trên mình, những người có quyền lợi nhiều hơn mình, thì ngay lập tức thấy người ta là chủ nhân, giờ mình là nô lệ. Ok, AQ chính là có thể hiện tính chất này. Sở dĩ AQ muốn làm tăng cái mạng, không phải là vì lý tưởng của cái mạng, chỉ đơn giản là vì nhìn thấy người ta sợ hãi tăng cái mạng, cho nên hy vọng mình cũng có thể làm người ta sợ hãi, tức là hy vọng mình trở thành chủ nhân của người ta. Khi AQ bị bắt, bị người ta bảo là tăng cái mạng thì giống như một nô lệ không biết phản kháng, không biết giải thích, hoàn toàn tiếp nhận kết quả bi thảm của mình. À, sau đó, trong tổ ô mình tự tạo ra một giải thích nào đó để giải tỏa cảm xúc đau khổ mình. À, khi AQ biết mình sẽ bị tờ hình, AQ nghĩ rằng, à, dù sao, mỗi ngày đều có cơ hội bị tờ hình, à, cho nên mình cũng không cần cảm thấy mình không may mắn. Nói chung, ý tưởng của nó là, ngày Trung Quốc cũng giống như AQ, có một phương pháp thắng lấy tinh thần bản tính là muốn làm chủ nhân của người ta nhưng khi trên thực tế là nằm lô nệ của người ta cũng có thể trong tổ ô mình từ tạo ra một giải thế nào đó để giải tỏa cảm xúc đau khổ mình có thể vui vẻ làm nô lệ tiếp theo tính tình xấu xí của người trung quốc thứ hai đó là văn hóa trung quốc là một văn hóa ăn người lỗ tấn có viết ra một câu chuyện gọi là nhật ký người tiên có phiên gì tiếng việt trong câu chuyện này có một chàng trai nói rằng cả nhà mình đều có thói quen ăn người à, thật ra là chỉ văn hóa trung quốc có một tình hình là lấy tàu tự bắt cóc người ta à, tức là yêu cầu người ta làm ra hy sinh vì một lý do tàu tự nào đó à, có thể là vì cái mà vì trung hiếu à vân vân tiếp theo tính tình xấu xí của người trung quốc thứ ba và thứ bốn đó là người trung quốc có không khéo với phương pháp thắng lấy tinh thần cho nên khi người trung quốc nhìn thấy vấn đề xã hội không muốn tối mà với nó và giải quyết nó mà là giấu diễn vấn đề à, lơ mình lơ nghe rằng không có vấn đề tất cả mọi thứ đều ok hay là có một thái độ không nghiêm túc và cầu thả à, thấy tất cả mọi thứ đều là một trò chơi à, ngay cả nhìn thấy vấn đề rồi nhưng không muốn suy nghĩ sâu không muốn hay không dám từng tầng hậu quả của vấn đề thậm chí khuyên nhủ người ta à bà vui đi đừng nghiêm túc quá Lỗ Tấn có nói rằng Trung Quốc có khả năng cao là sẽ sụp đổ vì thái độ cầu thả này. Ok, ở trên là 4 tính tính xấu xí của người Trung Quốc mà lộ tới New York Tính nô lệ Bắt gốc tạo tức à, Sử dụng những vấn đề, thái độ cổ thẳng à, Thật ra, à, vấn đề chủ yếu là tính nô lệ 3 tính tính xấu xí khác là do tính nô lệ tạo nên à, Tức là vì làm nô lệ làm lâu rồi à, Làm nô lệ làm quên rồi, à, cho nên không dám đối mặt với thực tế à, Cho nên giấu diễn vấn đề và có thái độ cổ thả. Cũng là vì chỉ có thể làm nô lệ à, cho nên tố kỳ hay sợ hãi người ta không có làm nô lệ như mình à, cho nên có bắt cóc đạo tự à, lấy tàu tự bắt cóc người ta làm nô lệ à, nếu người ta không muốn làm nô lệ thì chỉ trích người ta là không trung thủy hay không hiểu thế bây giờ tính tình xấu xí này vẫn còn tồn tại không à, có lẽ các bạn không biết một điều là lỗ tấn là qua đời vào năm 1936 theo nghề công của lỗ tấn à, chu hải anh ok lỗ tấn là danh vút tên thờ của lỗ tấn là chu Thổ nhân Ngày công của Lô Tấn, Chu Hải Anh có chia sẻ một câu chuyện rộng. có một thầy giáo có tên là La Tạc Năm ở à, vào năm 1957. À, thầy giáo này có cầm với Mao Trạch Tông. Thầy giáo đó hỏi rằng, Ê, nếu bây giờ Lô Tấn vẫn tồn tại thì sẽ ra sao? À, Mao Trạch Tông trả lời rằng, nếu ông ấy vẫn muốn viết bài thì sẽ trung tụ, hay là ông ấy biết phụ tổng thì sẽ không ra tiếng. Tức là vào năm 1957, nếu lỗ tấn không qua được thì ông ấy sẽ bị cấm viết bài bị cấm pues phê bình xã hội à hay quốc gia nhưng mà bây giờ thì sao bây giờ là năm 2023 rồi à, bốn tính tình xấu xí của người trung quốc mà so lỗ tấn nêu ra ở trên à, đó là tổng ta lại về tiền lý quận một nhà nghiên cứu lỗ tấn uy tín nhất ở trung quốc ông ấy từng có tạo nên một công tờ để hình dung tính tình xấu xí của người trung quốc bây giờ đó là chính trị lợi chủ nghĩa à, nếu phiên dịch sang tiếng Việt thì sẽ là ngày theo chủ nghĩa ích kỷ một cái tinh tế à, hay là đơn giản hơn ngày ích kỷ khung khéo à, tiền lý quần tơ ra cùng tờ này trong một diễn đàn trong trường đại học vào năm 2012 khi đó tiền lý quần vẫn là thầy giáo của trường đại học Bắc Kinh à, ông ấy nói rằng trường đại học của chúng ta bao gồm trường đại học Bắc Kinh tăng bùi dân một nhóm người ích kỷ khung khéo họ có chất xám cao thế tục có nhiều kinh nghiệm, rồi biểu diễn, biết phối hợp, có thể khéo đeo tận dụng thế chế, tập được mục đích của mình. À, nếu giống ngày này nắm bắt được quyền lực rồi, thì sẽ mang lại uy hại lớn hơn những người tham quan. À, ý là họ là người tinh hoa, à, nhưng họ hoàn toàn không có lòng cống hiến xã hội hay quốc gia, à, chỉ có lòng ích kỷ thôi, uy hiểm hơn người tham quan. À, tại vì người tham quan cũng có thể có lòng cống hiến, à, chỉ là phải tìm được một cân bằng giữa thu nhập và sự cống hiến nghe ích kỳ khung khéo à, chính là nô lệ cao cấp à, nô lệ đã tiến hóa rồi à, nô lệ sẽ không muốn cống hiến mình à, tôi là nô lệ thì tại sao tôi phải cống hiến à, họ biết tận dụng thế chế một cách khéo léo à, tức là biết nghe lời miễn là nghe lời có thể mang lại lợi ích cho mình thế không cần quan tâm chính sách mà mình chấp hành có lợi ích cho người dân hay không và mình sẽ tiếp tục nói về lỗ tấn trong video hội viên à, chủ yếu là phân tích số phận và bi kỳ của lỗ tấn à, hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên cảm ơn